Ok ạ, quá tuyệt vời đúng không các bác? Các bác ơi, bộ sản phẩm này có tổng trị giá là xấp xỉ 16 triệu đồng các bác nhé. Xấp xỉ 16 triệu. Các bác thấy âm thanh như thế nào? Thì các bác cho
Các bác thân mến, các bác cho ý kiến về chất đông của bộ sản phẩm này nhé. Xấp xỉ 16 triệu đồng. Và thưa các thân mến, em test và ghép những bộ sản phẩm karaoke cũng như là test các thiết bị đồ điện tử âm thanh thì cũng không có ngại gì mà lại không chia sẻ toàn thể các bác, đúng không ạ? Chia sẻ cho các bác biết, đúng không ạ, bác khách hàng là ai, địa chỉ ở đâu, số điện thoại như nào để mọi người có thể cùng cái máu đam mê âm thanh, đam mê chơi audio, đúng không ạ? Mọi người có thể là giao lưu hỏi nhau, ví dụ như là bảo là anh Dũng ơi, Alan bán cho anh cái bộ sản phẩm đấy, anh cảm nhận có vừa giá tiền không, và Alan phục vụ anh, ví dụ như là khi nhận hàng có phục vụ anh hậu mãi có tốt không, đúng không ạ, làm có chuẩn chỉ không đó, bởi vì làm thật thì có gì đâu, đúng không ạ, mà không dám chia sẻ toàn thể các bác, đúng không ạ, chỉ sợ làm không tốt thôi đấy, làm không tốt thế bảo là ôi giấu không cho các bác biết là anh này ở đâu, đúng không ạ. Đấy, ví dụ như là bác nào có địa chỉ ở cùng thôn Bắc, cùng xã Tây Giang với anh Dũng thì có thể qua giao lưu để kiểm chứng chất âm của bộ sản phẩm này, đúng không ạ. Ok, xin cảm ơn toàn thể các bác nhé. Em xin phép gửi lời chào và dừng lại video tại đây. Hẹn gặp lại các bác ở một video tiếp theo các bác nhé. Trân trọng cảm ơn các bác của anh em rất là nhiều. Các bác hãy like, share và đăng ký kênh ủng hộ cửa hàng các bác nhé.